Chào anh em nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nay anh em đi kéo kiếm vàng ếch về làm món ăn cả nhà ơi. Có hơn bà. Đó đó. Cá dưng bắt không? Ồ, cái bương này mới múc sâu à. Tôi lũng hả? Nhớ hồi buộc nó chứ. Hy vọng là anh em hôm nay sau những giờ làm việc mình nhọc thì đi xách tay lưới đi kéo kiếm một ít. Nói chung là dính cá bắt cá, dính ếch bắt ếch nha. Nhiều may mắn nha. Sang xin chúc đến nhà mình một ngày mới ăn lành sức khỏe, thành công trong công việc nha. Có ếch quê chứ rõ, nhóc chân rồi quên. Có hồng, có đồ mưa này có ếch đó nha. Ba, bữa nay ếch về làm gì cho ăn là hoành tráng nữa coi. Chiên bơ. Chủ yếu là bắt kiếm đi, có đi rồi cái gì mới tính công việc. Ơi, mình đi trên mé rồi cỏ có nó nhảy xuống. Thường thì cái mấy cái mương mới múc đó cả nhà. Ếch phái ở lắm. Vô nè, nước dầu khô à. Có nước vô ra nó mát. Cá lồng tông thì sao em không có thấy cá lồng tông rồi nha. Có đụng không anh Phước? Có đụng không? Anh Mớp thì chuẩn bị cái thao với cái rổ để mà bắt ốc khô vàng. Còn anh Ba thì chuẩn bị cái túi lưới để mà bắt cái gì anh Ba? Hy vọng là hôm nay mình không phải ăn cái món mà ốc bu vàng mà sờ kho sớ ớt nữa nha. Trong túi có điện thoại không? Lấy cái cây anh đụng anh động cũng được. Tại tới ngã ba luôn đi. Nhiều cái gì? Ê, ngã ba đi, ngã ba ấp luôn. Ủa, này ta múc múc vòng vòng bờ bao ngoài không hả ta? Ừ, lên bao ngã ngoài. Mình trước kìa. Hỏi không rồi. Hỏi anh là ủa mình đắp mô này mình trồng gì vậy anh? Mấy cái mô này mình trồng gì? Sầu riêng hả vậy? Dạ. Sầu riêng mà anh hái là sơ ri. Lỗi anh nha anh. Ông dịch qua tầm 7 giờ ông Hải ơi, ông Hải. Anh Hải này, anh là dịch. Anh Hải mà đưa đi làm thông dịch viên ơi, ông căng tầm, à. Ông tầm 7 giờ rồi. Từ cây sầu riêng mà ông dịch qua được cây cherry được. Thôi anh mới đắt vậy chứ ăn vậy, ông ta bùng bụng cho con cái thằng nghe hả? Đưa điện thoại đem cầm cho anh Phong. Đưa điện thoại thì cầm cho tới hồi nước à. Lỡ chợt ướt á. Đây, cầm luôn cho. Giá em tạm đi nha. Không đổ cho anh em đến kiếm dài hết nha. Còn dưới còn ê, đi Hù Phi. Chị lắm Hù Phi, bờ chị kiếm dài nữa. Đó, có Hù Phi bằng luôn ơi. Gì đó, cái gì đó. Ở Hù Phi không ạ? Ở Hù Phi, cái dầm, cái dầm. Ô, một cặp cái Hù Phi. Nó em kéo hết luôn. Ba, không có, không có, thả cái Hù Phi hay sao? Đâu, thả cái rô phi cũng ngọt ha. Ê ồ, cái dầm này ngon rồi nè. Nước về vô rồi đó, một kho tiêu cái dầm con nhóc nhìn trời, thả xuống đi, thả cho sống đi. Con nhỏ hết hồng cái con luôn đó, thời gian nó bị nè bác không. Thôi đi, khoan mới đứng tập có hình có ai sao hả bác ốc, cười không có cá hả bác ốc. Không phải kia, lại đầu kia đó, không lộ bên đó luôn. Ngang ngang bánh luôn, không lộ ngang bánh luôn ba. Ở đây cỏ nhóc chừng nè, chút nữa cắt ngang đồi cỏ vậy anh ba. Làm bao cỏ cái gì cho mấy lính ăn nó khỏe rồi. Ở cái đầu ngoài thấy xanh hơn á. Có đó giống phần dê quá vậy. À. Dạ em xử lý trước khi trồng ha. Dạ, chân đất miền Tây. Hả? Chân đất miền Tây.
Ai mua sầu riêng hỡi, ai mua sầu riêng. Tôi xin dừng chân ghé quán em ơi. Tôi đi bán trái sầu riêng, nhưng tôi cũng bán tình duyên. Ai mua quán luôn cả nhà ơi. Ai mua quán luôn anh Hải. Anh Hải anh bán tình duyên luôn cả nhà ơi. Ba, cái này gõ rồi bán luôn tình duyên luôn anh ba. Bán luôn. Bán nhiều. Ai mua nhiều bán được. Bán chục được không? Cho thêm chút xíu đi. Cho rắn tờ thì ít chú à. Chẳng tờ hả? Bao nhiêu chẳng chẳng thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa chẳng tờ là 100 đâu phải không? Cả nhà ơi, anh Hải anh bán tình duyên của anh 100 đó, chẳng 100 cả nhà, coi được cả nhà comment vô nha cả nhà. Nhà nó mua về bắt công tốn cơm. Mới làm như cá nó mới vô đẻ, cá con nhiều. Cá rô phi con với cá dầm nhỏ con nhóc chân nè. Quá xa ngày hôm nay nắng luôn rồi nha. Chắc này có gió chắc chưa. Ôi ôi. Nắng ghê hồn luôn. Nắng như 30 mấy độ mà. Nay như 34-35 độ gì đó, lúc chưa. Nó phải vậy. Anh Hải đứng đây cho anh Phước tới. Hai cái du phi đó là mình đủ đó hả? Được buổi chiều ha. Có gì mình làm đó. Hết chuột cái mối mình làm luôn chứ. Mình ăn cá hoài bộ mình không ngán sao ha anh ba? Anh Hải. Ở có ếch, có ếch. Thấy con ếch rồi, con ếch, con ếch. Có con bự lắm. Con cá rô phi nữa. Vì là rô phi không phải ếch rồi. Ôi cá con gì mà dữ thần gì nè. Cá rô phi con nhiều. Cá rô phi con nhiều. Thấy con ếch lội mà. Con cá rô phi trắng ghê ha. Ôi. Con một con ngang. Cái dầm nhóc chơi nữa. Thả xuống. Thả xuống như. Rồi, ôi ngon nè. Thả đi con nó còn nhỏ thả lên nè. Hết hồn cái này ngon. Nếu con giữa này mới ngon nè. Mười giữa này nãy cái gì cũng quận trong đó đó. Mười giữa này nó mới đụng cái pháo đó. Nãy ơi. Hôm nào anh em mình tìm một cái chỗ nào lý tưởng mình bắt cá nhiều mình đổi thịt ăn anh Hải ơi. Ăn cá hoài em thấy cũng ngán lắm á. Không đi ăn cặn nữa Lê Phong. Anh Ba. Đụng cái gì mà? Không đụng. Mượn dưới 1.000. Trời ơi. Nói không? Coi chừng dướng, coi chừng cái háng dướng lại cái cây đó nha. Trời ơi, đợi thấy đi ghê ta. Giờ đợi tới. Đẩy cái đầu xuống đây thôi. Coi quá lại thấy, nhà không? Tôi bánh không? Anh nhận nhận cái nhổ xuống nghe lại cái tôi nhảy cho nhổ nghe. Kéo gì sáng gì nó không đi được. Lắm nhiều không? Wow. Có cái dòng nữa kìa. Anh không động động nó đựng cho cá nó dội lên. Bắt luôn bắt cá đồng tông luôn đi. Đồng 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 con mẹ con. Tiêu ha. Ồ thép nữa mẹ con đi coi đi. Đẹp lên. Ồ cá đồng tông ngon. Dòng ngon nè. Chưa nè. Kéo cá chưa trên bay sạn dòng hết cả nhà ơi, tầng này cá không cả nhà ơi. Ờ đâu không thấy toàn là cá rô phi. Ờ quên chừng này mày có cá nhỏ bỏ cá bự đi được quá. Đâu có lượng đi. Đúng rồi, đến thôi nó dãy ra cái miếng cá tông ngoài ngoài chưa á. Mấy con tông này ngon lắm quá. Cá vô nhấc chừng vô cá linh non. Thôi, có mời cá linh non đó. Linh non đó. Bây giờ mình phải có cá linh non nữa. Tình hình này phải chuyển món rồi. Cá kho tiêu với cá chim trư nữa là hai món rồi. Em nghĩ vậy. Mình kéo lại tới cái đầu ngoài luôn. Mương này ở ngoài bích bùng kìa. Ba nó lộn rồi đó. Cái túi này anh ba đây đựng cái rô phi nè chứ không phải đựng ếch. Đã nói rồi, lúc trước lúc đi á anh em mình đã bàn rồi, đừng có nói bắt ếch. Ôi gù nó nhảy kìa. Cái rô phi nó chạy. Mới nhảy trước kìa.
mới phóng lên này. Xác đi nè. Phóng trước rồi. Hút, xác mé luôn hút. Phóng đi vào đó, đạp mấy đường nước chạy lên đường nước kìa Phong ơi. Yeah. Vô đường nước. Nước lên đường nước anh Phong. Ở đây nó phóng rồi mình chụp được. Trời. Anh ở đó nó mới dọn cá dạ. Mà chụp cái heo cái nụ hôn cực kỳ luôn á Phong. Thử cái nụ hôn liền phải không? Cực kỳ lắm Phong. Này nè, cái dặm lượng con với vợ đi. Cắt nó. Chạy lên bậy nó đó. Đủ chạy lên theo cái đường nước dít đó hả? Mày mở mà lại lấy vỗ hướng thẳng lên mà nó bay mở. Cái đoàn chưa phải chó cái phước này giống ăn bắt bao phi á, mà đê cao gì mà anh phước là cá nó bay ngang bờ luôn á. Hình như có cái dễ cày vô đó hay gì đó. Tay lưới của mình nó cũng một vài dán vài bữa nữa cái mình quẩn mình đi xuống cái chỗ làm lưới đó mình mua về mình làm cái lưới mới mới được. Không có chuyện xuống đó Phong, mò mò đó có chuyện xuống đó Phong. Lưới hồi cuối rồi không chạy. Cô nhỏ nhỏ, cái cây nó không dưỡng gì vậy. Hả? Có cây không? Lưới này chỉ đánh cá, cái này tự nhiên. Đập cá, 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 đó. Ủa, cái rùa mồi bự dữ hả? Ui, con cá rùa mồi dữ lắm bự anh Châu ơi. Đâu? Ủa, cá rùa mồi bự dữ thằng gì vậy? Ừ, cái rùa mồi kìa, anh biết rồi, dù bị trắng nè. Con cá rùa mồi đúng cái rùa mồi luôn anh Châu ơi. Dữ lắm anh Châu ơi. Đâu đưa xác ơi. Con cá rùa bự nè. Cái đầu này là để tôi em ba. Châu này để tôi em ba, để em ba. Cá thiểu nhóc chân nữa. Con nè quá. Vô luôn. Em thiểu nhỏ đâu. Tép kìa, tép bự mạnh hơn kìa. Sức con cá vô đồng nó vàng ha. Lớp tép lớp cá làm tông mà nó có cá thiểu lộn xộn cái này mình kho nồi tiêu, có tiêu cực kỳ. Tiêu là ngon rồi. Đây nè, cá linh nhóc chân người ta ơi. Cá linh non nhóc chân. Nè. Cá linh non có nè cả nhà. Đây còn nhỏ quá mình thả xuống mương lại đi. Sống này là bự chút nữa mà thả mình lên làm lại. Mình nói nhỏ nhỏ là đừng nói lớn người ta, người ta biết hay gì. Biết. Ông cái mương này của ông anh mình mở. Mình nói cả nhà mình nghe thôi. Cả nhà mình nghe nói nhỏ nhỏ thôi. Để giờ mình kéo nữa. Anh nói anh cho nữa. Mình cái trứng nè. Hết hồng vậy. Mình nói nhỏ nhỏ 6 anh em mình nghe dư mấy chục ngàn ngàn khán giả fan của mình nghe thôi ha. Cái mưa bên kia cụm nè, gì mình lại ra mình kéo vô. Mình kia mình đi đồng lại cái vô đi. Hàng hả? Anh hãy kéo luôn đi. Anh chỉnh cái này chắc. Phước cũng phát hiện ra một cái hàng đây. Ở cái gì quẩn cái gì hả? Cái giò anh Phước hả? Giò của anh Phước. Ở đủ về lại nó cái phước. Có đã dư lớp mang đá ghê còn có. Bự nè. Nó nặng chút chiều vậy. Lưới này cũng có. Cảm sao quá. Kiến nó bự kìa. Ồ tép bự bự không ta ơi. Có tép bự không à. Ồ ủa cái mương bên đây cá linh nhiều nè. Linh nhóc trơn nè. Nè. Linh nè. Linh non nhóc trơn. Nè. Cái giật nó xuống ngang. Lá gì cũng. Có phù vì này.
Thôi cá lóc kiến bự. Bỏ vô đó luôn đi. Đây, đây. Tép nè, tép bự bự không nè. Mương bìa này ít cá hơn mương giữa ha. Ừ. Mùi giữa, nó bọng, đầu bọng, đầu bọng. Nó đục mà nó lại nó ngon. Chỗ đó nó có đầu bọng. Ôi, mới cá này về mình làm cũng được rồi. Như mới tép cái rồi, cá lùng sọm. Mấy cá nhỏ xuống đi ha. Rồi xong ha. Thả mấy cá còn xuống hết luôn. Thôi thôi, lấy đầu này. Không nớ ra anh Phong. Giật này anh em mình đi về để mặn cá nấu cơm bữa cơm chiều ở nhà. Được mớ cá cũng đủ ăn rồi. Anh em đã mặn cá xong rồi, chắc này mình bầm cả nhà. Anh em mình bầm làm chả cá. Mình để luôn cái lẩu, lẩu qua thì mình mới hái vô. Giờ sắp ra lát mỏng mỏng ha hai mỏng mỏng mình để vô cái lẩu mình ăn lẩu cả nhà. Còn mớ này kho xong không kho mới đó kho tiêu này kho tiêu ha. Cá rô mắng cá rô khá to bự mà mập nữa cá. Rồi cái đó là chén nước gì mớ muối muối cho nó dài cá vừa bầm mình vừa thoa lên cho nó dài lại ha. Này kho tiêu đó để ớt nhiều phải không? Vậy, nhiều, nhiều vậy chứ cũng cái nồi đất mình cũng vừa lắm á. Hôm dài à, hôm dài à, mà khổ nó chưa qua, bữa nay anh ăn khổ qua cho nó qua cả nhà ơi. Hy vọng là qua hết tháng này, qua tới bước đầu tháng mới thì anh em gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui nha. Tháng này thấy không được vui hung rồi đó. Tháng này thấy buồn quá cả nhà ơi. Có những nỗi buồn mà không không nói nên lời ha anh hai. Không được. Chủ không được luôn. Mắc ngủ luôn. Nhờ nó buồn, nhờ mấy cái nó buồn đó mà chấm cân luôn, giảm cái được mỡ bụng cái gì. Số này không mỡ hả? Ừ. Chán đi với đất mà muốn ngủ cục không. Ba hôm đi đất nhắm mắt không quá trời buồn. Thức trắng, sức trắng đêm hả? Thao thức trăn trở hả? Không biết gì sao tôi buồn hả? Nay cuộc đời chẳng có bao lâu mà thương nhau hết mà buồn làm chi. Hay lắm. Thôi đó, thương nhau hết buồn chứ anh hai. Mình cứ vui lên đi. Này hồng này, mấy này hồng này nó sắp luôn nè. Cái đầu dính xuống nè. Ờ đúng rồi. Anh thấy thái sắp còn còn nè. Đấy con đó kho luôn hả gì. Thấy cái này cũng nhiều lắm rồi đó. Còn cho con cá kìa. Còn thấy luôn. Để kho luôn đi, cắt cho lòng hai để kho luôn đi, tiêu luôn đi. Cái này nó vô đi. Cái chế độ nhuyễn này. Chế nhuyễn. Chế độ nhuyễn. Kho luôn. Một thao khổ qua luôn. Cảm ơn chú mình nha. Còn chú hai. Hả? Không có chi, không có chi. Chưa, mai mốt ăn vô leo mới cảm ơn anh cậu này, cảm ơn ông chú hai. Dạ, đúng rồi, cảm ơn chào cả nhà. Mới cáo hả? Tắm lên mới cáo chạy. Mới cáo chào cả nhà, cáo được chứ. Chào mới tắm, mới tắm, mới tắm ra. Cá kho đi. Nấu cá đây Phước. Lấy cái nồi đất xuống đó, mình ớp Phước. Muối đó, muối rang ngày hôm qua của mình đó, mình đây để vào chén đi. Muối đó mình làm muối tiêu ngon lắm. Ồ cái bi đông bi đa lúc đó nước súp ngon ngon lắm nha. Mình để vô nước súp luôn, mình để vô nước súp cái dừa chín cái mình vớt ra để vô tô đúng không, cho mình để mình cũng được. Đúng rồi, còn đó, mình để mình ăn. Bữa nay mình ăn cá đi, bữa nào
cá nhiều, mình đi chợ mình đổi cá mình lấy thịt anh Hải ơi. Bằng mà chừng nào nghe dứt dao là mới được anh thấy. Không, bằm nãy xưa mình nấu lấy nước súp ngọt thôi. Hai dao bằm cho mau mớp. Thôi dao được rồi. Còn dao. Nồi lửa nhúng lửa được rồi đó nãy rồi. Dính dao rồi. Màu màu vàng đi má. Mình bằm chừng nào cho dính dao là nó sẽ dài hơn mớp. Bằm nghe thôi, cái dao nó xuống này sực sực ha. Mà kéo ngựa hay vậy? Nồi nha, không nổi luôn mớp. Có chuyên nghiệp bầm mới được nha. Hớt anh bầm cũng đâu ra được đâu. Bầm không không dĩ mà anh sang chơi hai dao à. Thiếu để muối à. Đâu có. Dĩ nó đâu cái này ta bầm vừa tha bầm vừa tha vậy nó mới dài. Cái chân lộn đây muối. Thấy cục cá bầm mà đây dính dính cái dao lên làm sao nè. Biết biết à, hồi 6 tuổi là bầm cá tới giờ đó. 6 tuổi bầm cá hả? Ừ. Thời ông 6 tuổi rồi mình đi học còn ở chuồng nhì tay tắm xong rồi sao mà bầm không nổi. 6 tuổi tao đi học lớp 1 người ta bầm cá đâu rồi, tao văn lưới gì tao bầm nó đâu rồi. 6 tuổi bầm tới giờ biết nhiều tấn cá đó mà bớt. Tôi với thầy với Hải, anh Hải nào 11 tuổi là hai ở chuồng, hai là ơi lần kia lần bóng xài là cổ quần là đi học về tắm đùng đùng đó. Chợt mà làm cái dốc, làm dốc bùng dốc bùng ngò leo lên chợt xuống phải không? Anh Hải nhớ lời đó sao ngu với anh Hải. Phước anh chơi ha, anh kêu mình tụt trước. Ông khùng ông lớn mà anh kêu mình tụt trước. Đấy cái miếng ống cắt cái đường dây sọc nghe nè. Hồi đó đâu có miếng sọc đâu bây giờ. Ốc. Đâu dịch đi anh cắt ở đâu dịch đi coi coi. Còn nẹo không? Cắt nữa. Lát già hả? Ừ. Mà ghê quá. Ngu. Còn có đầu quá. Ghê hồi nhỏ không biết. Đi hái đi cắt gì gì có vụ á. Kéo bay đụng té theo muốn chết luôn. Đứt dây, đứt dây. Ông Phước ông nhớ nhà đắt cây sàn cái chạch của ông bố không? Mình dây kéo không? Vớt dưới xe mương thì còn đỡ ha. Vớt trên bờ cái bịch, mắc thở. Nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ, thời thơ ấu. Rất là vui. Hồi đó còn con nít mà hồn nhiên lắm, đâu có biết sợ biết gì. Rồi cũng em... Cục ngọt anh thấy không? Nào đó cũng nghịch lắm nha. Nghịch lắm. Tiêu xay. Anh em. Khỏi ớt, khỏi ớt. Bên đó, khỏi đường. Người ta con gái người ta còn cắt nhà chòi cho nhà chòi anh thấy. Ừ. Còn mình đàn ông trai cũng chơi nhà chòi nữa trời. Có hành lá không anh thấy? Chơi cắt bằng cái lá, lá chuối mình đó. À, lá chuối. Chặt cái sậy làm cái chòi. Có hành lá không? Có hành lá không ạ? Cho trái coi. Bữa nay cá kho tiêu mình có mỡ nha. Để mỡ nha nha. Tép mỡ nha. Béo lắm mà nha. Mỡ này mình tắm luôn. Nhi Sư Huynh, Nhi Sư Huynh cho em xin miếng nó đi Nhi Sư Huynh. Vừa đã, cho nó béo chút ra đi. Gì hả? Nhi Sư Huynh, Nhi Sư Huynh. Mấy bữa tôi theo cho con gạo đấy vô là nhị xuống hết gạo xịt là nhị xuống hết gạo không đó là nhị xuống hết mấy bữa hai ba chén thôi tại xuống hết được rồi được rồi đúng rồi em mua mày mua vô quên để có lỗi để không có thâm ký hú gạo nhà mình. Quá vậy cho nó ăn quá vậy ăn cả nhà ăn nước ăn là năm chén không còn gì gạo chịu nổi ăn cú này gạo kho chịu nổi. Wow tiêu giờ mình cho nó kẹo nó đi ha anh Phước. Hành anh ra cái bụi hành mình mới bây giờ mình lấy hành tím đi tím mới ngon á đúng rồi anh lấy hành tím đi nè. Ủa lú mộng luôn kìa. Hành muốn hết nữa anh Sang ơi. Mới mua hành đó nghe. Thì báo cáo hết. Mới có nữa. Bữa nay mới có mấy tay vậy?
Nãy giờ báo cáo gì vậy? Hết gạo. Báo cáo rồi. Rồi hết gạo rồi. Mới vô mượn bác bảy 4 lon nghe mời trả nghe. anh mới khai ba lon ba chén này anh tới anh 4 lon. À ba chén là 4 lon hả? Rồi, sao vậy? Kê ghế xuống đi. Kê kéo mình đâu rồi ta? Chơi cho bự đi, nhúng dễ. Wow, ăn ấm bầm rồi nha. Hả? Nó cho lên đây. Để trước vô đèn một quá ha. Để xuống cái mình để khô qua vô cái là mình chơi đây. Đây sau quá thời gian anh em đi kéo được mấy lưới được cá mình mà nạo cái nạc ra mình làm cá chả đó nha. Cũng được khá là nhiều. Được súp dữ quá ha. Xương này dữ hơn xương bò đó à. Ngọt lắm á, mấy xương này nấu ra nước súp ngọt lắm. Bây giờ cá thì cũng không nhiều hung thì mình ăn cơm cho nhiều vô nha anh Hải. Lên sang ơi. Ăn cơm nhiều vô. Ớt với hành. Con cá kho này thấy dữ lắm, bốc khói rồi. Anh em thử cái miếng ăn mắm. Thật lắm nó vừa mà. Anh em thử miếng coi. Đúng đời luôn. Đắt luôn. Đừng chơi ăn mắm. Sao? Ngon. Chắc thêm chút xíu nữa ha. Quéo chút nữa ha. Ra chưa? Cái chai đó, chai mới đó, chai mới đây. Cái nồi có cái nồi gì chả, nồi gì chảy, cái nồi quẹt quẹt vậy không? Dạ. Chưa. Đó anh, cái ghế của mình đó. Cái ghế để đeo chuột cũng gắn với tơ tả nó hết. Nghe. Biết thì chết. Cái miếng giấy. Để mình mua giấy khác nè anh Phước ơi. À này chút xíu mình để sao ha. Anh này. Em đấy hôm qua vô đấy. Nghe anh Phước nó mới cười với cái giấy bằng giấy để nó chuột cũng cắn nữa. Bữa đó còn mớp lấy cái kéo nó hết trời nó chứ chuột nào cắn. Ở nhà đây nè. Giấy cái đừng mất ăn. Đừng có lửa giùm tôi một cái. Gì đây ngoài này đi mình nhúng vô. Yeah, cái đồ khô khô của này. Có mấy cái rô này giữ lắm ngon cháu ơi. Ồ nhắc xuống nãy giờ còn rồi nè. Làm niềm thử nha. Ồ nhìn thôi là biết béo rồi nè, nó bóng hới đi mà không béo sao được. Có mỡ vô đó. Mà cái mỡ là ngon à. Dạ. Có nhà mình để chút xíu nữa nha. Để đem cái nước lẩu lẩu cá chả nữa. Hủ qua. Ở quê là gì đó nha. Mình muốn đi muốn ăn cá mình xách tay lưới mình đi kéo chút xíu à, vài ba lưới là có cá ăn thôi nha. Bên này anh ba anh khai trương bắt ếch anh bài cho ếch ngày 11 mình bắt đừng nói trước nha anh ba. Chưa bắt ếch mà chưa nhân hãng giọng trước rồi sao có. Tại tôi làm bộ với anh, tôi muốn ăn cá là tôi nói ếch vậy đó. Làm bộ quá hổng gì ngán hay giờ tôi nói muốn nói ăn cá tôi nói ếch vậy à, hổng gì ngán ếch hay vậy chứ hả. Ồ kìa hành đó cả nhà ơi. Mời cả nhà mình ăn cơm nha, rồi uống cái nhà mình ai uống rượu được thì xin mời rượu cơm. Uống rượu với mấy anh em buổi chiều sau những giờ làm việc. Bây giờ là buổi chiều thì anh em cũng rảnh rỗi là uống vài ba ly rồi mình ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Ăn chặt cái đĩa gì nhậu quên hồi đậu cho anh em mình khỏe là nhà mình khỏe mà. Anh giấy anh giấy bái đĩa là gì? À ông đĩa ông bái. Ừ, mời cả nhà mình cơm nha. Hai ly ăn cơm. Có uống ly rượu lên cho hơn em nó rồi. Rồi, mời nó nghe. Vô. Không ăn cơm hay vậy? Cơm. Vô cho mời cả nhà phải. Mình uống với anh em vài ly rượu buổi chiều nha. Mời cả nhà mình vài ly ăn cơm cả nhà ơi. Với anh em. Mời cả nhà cái nhà Phong với mình Phong nha, bước này mệt rồi không đâu rồi. Mời cả nhà. Ăn cơm hả? Mời cả nhà đi rồi. Anh Phong nãy giờ anh lẹo lưỡi anh. Mời mấy ông anh thân mến của Trang Đất miền Tây luôn nha. Vô mấy ông anh ơi, vô. Bữa nay anh Móp là đúng tuần lễ phải không? Đúng tuần lễ anh. Đúng tuần lễ uống được rồi đó. Ông đã anh hay ô, dữ lắm đâu hả? Tuần lễ mới uống được cái gì cũng đã. Mà cái nhà con cá Phú Hoa mày mới chịu luôn nha. Dạ ngon quá. Chi năm chi nuôi tất cả các chị các anh luôn ha. À nó ngon quá chị ơi. À mới Phú Hoa nó cái anh chị ơi.
Bữa nay cá chả anh em mình không có làm dồn như bữa trước. Hôm nay anh em mình đánh thịt làm mình làm bán cái mi đông mi đan này trước đi ngồi đó. Mình nhúng hua vô mình ăn. Cái này phải có cái ba dội bằm chung này ha. Nói gì đó. Mời cô ba ăn miếng cá chả cô ba ơi. Hướng này vô ăn cơm nó chẳng được kìa. Dạ. Nãy giờ có hả? Hèn chi. Thiếu rượu. Chịu nói chuyện hả? Vô. Cà lâm quá. Vô. Nhìn sao uống giùm nha, uống miếng cơm nha. Anh uống mời cả nhà. Anh mới vô miếng cá chả ngon quá. Vô. Mời cả nhà. Vô. Mời cả nhà. Vô mời mấy anh em cho nghe. Mời anh em mình nha. Vô mời bà. Rồi mời cả nhà mình nha. Cho em muỗng cá kho coi anh Phước. Trời ơi. Ngon quá, mùa này đậm bạc này nha. Đậm bạc. Coi chừng nó cống nha. Ngon. Rồi. Mà cá nồi này, cá kho này tép đồng kho với cá lộn xộn nè anh Minh ơi. Bây giờ cái món khoái của anh Minh nè. Anh Mớp ăn thì dấu qua nha. Kêu chuyện qua đây múc giùm cho. Mới múc Mớp. Mới múc một ăn. Chứ có một mẻ cá kho à. Cá kho. Mới mượn của anh thịt sùng đó. Chứ mượn được anh sùng được cái mẻ kho. Ngoài để tôi dán tôi bẻ cái mùi xe này tôi mua thêm cái nữa chứ. Dán bẻ mùi xe này mua thêm cái nữa chứ. Mua thêm cái nồi đất nữa. Cái gì là hơi hẹp rồi. Cơm bỏ qua đây nè cho anh cơm. Thôi được rồi. Nói gì vậy? Phước múc mà. Hẹn ngày mai đây ăn với anh em đây tối rồi. Ăn cơm luôn hai. Chiếc về đang có hù rồi. Có cháo làm dai quá ha. Vừa bầm vừa nhúng muối. Có gì chứ còn nhiều lắm nha anh em. Nhiều quá. Nó nhúng muối ra cá, nó mới dày. Nếu mình gấp mình ăn chưa dai không? Mà bầm buổi sáng buổi chiều mình ăn nó dai nó dữ. Dẻo hẹp. Dẻo hẹp. Em làm chén cái nhà này còn kết ba anh ba hút lấy hèo quá trời luôn rồi. Gấp thịt cho đi, gấp thịt cho đi, em để cá vô thêm. Cá này cũng lâu dính lắm á. Nước cũ ạt rồi, mát lắm á. Em hãy trang không phải làm chén nữa rồi. Anh Mất có ăn cá kho tiêu thì đưa qua đây tôi múc cho nha. Được rồi. Ngồi đi nha. Tép à, tép với con qua. Trời ơi. Cơm không ăn cơm đi, mới cơm nha. Đã ủng hộ chẳng hả? Cấp này cái giá cảm luôn thôi. Dạ rồi. Cái này vậy. Nó khỏe lắm. Vô. Vô nhà. 1 2 3 vô. Mày mời cả nhà mình. Vô. Mới cảm giác anh tới nhà mốt vô vô. Một từng lấy mới uống được lại được gì gọi ly ngủ quá ngon cả nhà. Em mời cả nhà. Cái này làm ly thôi. Mời cả nhà đi gấu. Ồ. Này ngâm nhiên đi thành ha. Mời cả nhà mình miếng tép kho với thằng Tông nha. Mình mới đi uống mình uống ngâm nhiên chút đỉnh đi. Để miếng khô qua vô nữa. Ngon lắm nha. Rồi cả nhà mình cá rô kho khô nha. Nay anh em cũng bắt được 2 con cá rô đồng ngon quá. Đâu ăn má. Rồi nè để mình ăn được từ để xương. Cá rô thì nó có xương. Mời anh Bảy, anh Minh. Với anh Ba Bình. anh ba sĩ mà nghe tới ba mình cũng bị ám ảnh ve yeah, liền ve yeah, liền ngon ngon quá với giật mình chứ anh có ba sĩ người ta tới ba thì mà gặp ba bình đó quá wow. Vậy thôi mai mốt em mời anh ba thôi chứ thôi chứ không thêm chữ bình nữa thêm hương bình á anh lép liền bữa nay có anh bình luận hỏi ba sĩ mà uống được nhiêu nó được cái sĩ à ba sĩ ngày 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 giọng nó được nửa lít yếu à tại anh tên ba sĩ tên ba sĩ chứ mai cũng ba sĩ cả nhà đồ chết ba tội nghiệp ba đã giá tội nghiệp cho anh ba luôn mời cả nhà tội nghiệp cho anh ba anh đã giá cầm lấy cái giá nước lấy cái giá nhỏ này nước thì càng ngon nước hù hoa ra nha ngon rồi ăn thôi cá còn nhiều rồi, ăn đi nha chứ hấp nước còn hết nước nha còn nước trong đó anh ba còn không còn nấu cái nồi nước súp còn trong đó còn nữa được một hấp mới đã đi đông mới đan nhiều mà mình nấu nồi nước súp dữ lắm ngọt
mình để cái ba cái mà đầu với xương vô đây nữa, ngọt nó ra cái nước ngọt cái này mà ba cái mà xương bò này kia ở lại với mình á. Đâu có cửa không đâu có cửa trời thiên nhiên mà có vậy thôi anh Phong, cái xương bò dưới cái này, xương này xương nào ngon nè, xương này ngon hơn chứ. Phải nói xương bò ngon là thua rồi không đi kiếm ăn hả vậy? Có đâu mà không có anh Phong á, mình phải ăn ở theo thời chứ anh Phong. Mà xương bò cái anh em là đá ra ngoài là không cho ăn cá. Đâu liên sang đâu. Mới đưa nãy giống giùm kìa. Ừ thôi vô lại, uống lại, vô lại. Mình giúp cá đợi bên ha. Ừ. Mình cắt em bên. Lội dưới nước xuống nước rồi mình bắt cá cái lạnh lạnh mà lên cái mình về mình làm lẩu nóng nóng rồi mình ăn ngon ha. Dạ. Dạ thôi chơi mình. Lẩu nóng thì ngon chứ. Ừ, và cái bộ xương đó là chút xíu đó, cái ăn cơm đó mình ăn nó ngon dữ lắm, ngon hay. Ngon lắm, xương. Con cá nó mềm, con cá rô nó mềm. Cái to lâu đi mình ăn khỏi bỏ xương. Rượu luôn hả? Rượu chưa. Vàng nước cốt, vàng nước ngọt như vậy. Không nha, bầm khó bầm như bắp muối gì vậy. Em miếng cá kho coi xem, gấp gấp cho nốt miếng cá vô đi. Rồi múc cho anh mất một muỗng cái đầu, gấp bằng cái đầu đi. Em không không ăn đầu. Em mất. Được rồi. Ăn ớt không? Trời ơi, nó chui vô trên giữa nó nè. Chui vô. Nhìn lại rồi. Vô anh bay. Vô. Cái vô nó chết. Vậy không đại gì, sang đang lúc ngồi không đại sang vô trước đó hả? Sao ngồi anh bay. Con cá gô mà đẻ ra cá lòng tông. Để chung chống, chung chống chống anh nó bay. Cá lòng tông chung chống. Rồi rồi, đó đi hồn đó. Rồi vô. Ô, cá nhà. Mời cả nhà đi gỗ nữa. Mời anh em. Mời cả nhà mình nha. Mời luôn nha. Chúc mừng bữa nay cắt chỉ được nha. Tối nay cắt chỉ được nha mất. Cảm ơn anh Phước luôn. Mời cả nhà. Làm ly hay ly thôi, đừng làm nhiều quá. Em làm ly mà. Ly mà. Chuyến này qua bên anh mất ăn cơm đi. Để đi, để đi. Ăn bánh. Mình lên lớp từ từ, bữa nay ăn ly mời hay ly. Còn nước trong nọ nha, hết nước thêm nha. Anh lên thì đừng ở lại nha. Lên cho dễ chọn. Đừng ở lại lớp. Nó lâu lắm. Cái nước nó ngọt mà cái khô qua nó ra cái chắc cái hũ đắng, hũ đắng qua. Đắng hơi hơi nữa ha. Rồi cộng thêm cái nước cá nó ra nó cái ngọt dạ. Ha, ngọt thiên nhiên á. Bởi vì anh Phong nó bò không đậu. Bò đâu đó được. Ngon hơn. Nó ngon hơn bò. Này nè. Anh tương tự như là cái này cái như cộng sườn đi. Đó vừa nè. Alo, nghe bà xã ơi. Ê, xuống nghe. Ừ, bữa nay ăn cơm đây rồi, có gì ăn dữ lắm, nó ngon. Rồi, vô, quá ngon. Vô. Mẹ ơi, ngon, anh Phong ơi, anh Phong bò này mới, ngọt quá. Vô. Bò mới. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Dạ, cái hổ qua này là cái hổ qua ông chú hai á, bàn rồi. Là ông bức dây vậy đó mới nhổ gốc sáng ngon vì cái hôm qua này qua khi hôm qua gì anh ba qua đèo á là nó siêu sạch luôn á ta đâu có thịt thuốc gì đâu lâu rồi ông bỏ thuốc mà tính ông không tính cuộn dây cuộn dạ. Vàng không thịt thuốc bỏ lâu rồi mời nhà cái nhà này phá lóc cả nhà ơi gì trời hồi nãy chuyện bò tôi phá lóc không công nhận á cái trí mà tưởng tượng sáng tạo của anh em nhân đất mình khủng thiệt luôn á trời khủng luôn á đây. Vô đây Phước. Anh uống cái này sao anh chót được anh Phước? Không mà chèn trời. Chèn à. Mình hẹn cái gì là mình tư tưởng nghe cái đó là mình ăn là nó ngon dữ lắm không? Rồi, cái não mình nó đi theo cái tư tưởng mà. Rồi mình thèm cái gì thì mình mơ cái đó à. Mấy nèm có anh ba thấy gì dương hơn rồi anh ba thấy là ngày mai mốt gì là có màu ngon lắm đó nha. Bây giờ mời anh em cái đùi heo nha, đùi heo quay. Vô đùi heo thì mình ăn cá nó ngán mà tưởng tượng gì cái đây bưng cái ly của tôi là đó nha. Uống cái vô cái đùi heo đó này. Vô rồi mời cả nhà mình ly nữa nha. Mà heo này là đặc biệt theo sữa nữa nghe anh ba. Sữa rồi em có lớp mỡ ngon ha. Dạ. Có lớp mỡ thấy ngon. Mời cả nhà chén cơm chân trâu nha. Cái già nó được giọt không quay câu nữa. Dạ, chén cơm chân trâu. Chưa mời cả nhà mình miếng cá nha. Anh em nói cho
vui một tí xíu rồi, cũng như là nó quên đi cái thời gian mình đi làm mệt nhọc quá nha. Cũng hy vọng là cả nhà mình xem sẽ tạo niềm vui, tiếng cười đến cho cả nhà sau những giờ mệt nhọc làm việc nha. Anh em cũng xin cảm ơn cả nhà mình một lần nữa đã luôn luôn đồng hành, chia sẻ giúp đỡ cho anh em trên chặng đường YouTube. Xin hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.